Xin thân chào các bạn. Hôm nay là sáng thứ hai và chúng ta có thông lệ sẽ dành các buổi sáng thứ hai để trao đổi với nhau về học thuyết tâm lý trị liệu. Trong phần nói chuyện hôm nay, tôi sẽ tiếp tục phần thứ 10 trong loạt bài nói về liệu pháp thân chủ trọng tâm. Vừa rồi có phần số 9, chúng ta đã đi qua cái lập trường của nhà trị liệu. Và trong cái buổi nói chuyện lần này thì ta lại tiếp tục với cái lập trường như thế, cũng như là những cái cách thức mà đi đến cái cơ chế bình phục, phục hồi của thân chủ trong cái tiến trình làm trị liệu. Tôi xin nhắc lại, đó là những cái buổi nói chuyện như thế này sẽ diễn ra trực tiếp trên cái trang đi qua màn xương, và sau đó những bài như thế này sẽ được chuyển sang cái kênh YouTube Trăng Non Online để cho các bạn có thể tiện theo dõi. Tôi cũng theo thông lệ là sẽ đọc cái tập tài liệu của mình và sau đó sẽ có một đôi lần dừng lại để thêm những cái chú giải. Tôi xin tiếp tục ở cái phần nói về sự hài hòa và trung thực của nhà trị liệu. Và ở đây ta nhấn mạnh và mở rộng ra thêm cái ý, đó là chính cái sự trung thực và hài hòa của một cái nhà trị liệu cũng giúp cho cái việc thực hành trị liệu có thể đi theo cái xu hướng gọi là chiết trung, eclectic. Như đã có lần tôi nói với các bạn về tinh thần chiết trung hay là cái tính chiết trung ở trong tâm lý trị liệu. Và tính chiết trung đó có hàm ý rằng một cái quá trình làm trị liệu cũng có thể được vận dụng bởi một nhà trị liệu. Tuy rằng có những lập trường quan điểm của loại học thuyết mà mình được hướng dẫn và đào tạo, tuy nhiên trong cái cách thức làm trên tinh thần chiết trung thì lại có thể vay mượn hoặc là huy động những cái phương pháp và những cái kỹ thuật đến từ những cái trường phái học thuyết khác nữa để mà có thể đưa vào trong cái cách làm việc của mình, tùy theo những cái trường hợp thân chủ của mình có những nhu cầu và có những cái khác biệt đặc thù như thế nào. Thì ở đây chúng ta sẽ nói về cái tính trung thực, tính hài hòa của cái trường phái thân chủ trọng tâm. Nó cũng giúp cho nhà trị liệu có thể làm cái công việc thực hành này theo cái xu hướng chiết trung. Thì tôi xin phép trình bày. Từ năm 1960 trở về sau, càng ngày càng có thêm nhiều nhà trị liệu nhấn mạnh vào tính chiết trung như là một điều kiện trị liệu quan trọng. Mặc dù điều này chỉ xảy ra trong bối cảnh nhà trị liệu có sự nhiệt tình, thấu cảm và có niềm tin về khả năng tự định hướng nội tại của thân chủ. Chúng ta trở lại với cái tinh thần chung của các nhà trị liệu theo trường phái thân chủ trọng tâm. Đó là những nhà trị liệu có cái tinh thần nhiệt tình, thấu cảm và luôn luôn nhấn mạnh vào cái khả năng của thân chủ của mình. Đối với nhiều nhà trị liệu, ở đây hàm ý là những nhà trị liệu theo trường phái thân chủ trọng tâm, việc nhấn mạnh vào tính trung thực có thể cung cấp một cơ sở cho việc thực hành trị liệu theo hướng chiết trung. Điều trước tiên là nó khuyến khích nhà trị liệu tự tìm kiếm phong cách riêng của mình khi diễn đạt sự thấu cảm, thay vì chỉ diễn đạt chủ yếu bằng hình thức phản ảnh. Tôi xin dừng lại ở đây để nói về cái hình thức phản ảnh, tức là reflection. Như là trong cái tinh thần chung của những nhà trị liệu thân chủ trọng tâm, người ta thường hay áp dụng một cái cách thức phản ảnh. Tôi dùng chữ phản ảnh chứ không dịch chữ reflection là phản hồi. Cái cách thức đó nó gần như nói lại và lặp lại những cái ý chính mà thân chủ đã trình bày, sao cho cái nhà trị liệu khi làm như thế đó thì thông báo lại với thân chủ là tôi đã hiểu. Thì đối với một số nhà trị liệu thì khi mà mình thể hiện cái sự trung thực hài hòa của nhà trị liệu đó thì nó cũng không nhất thiết lúc nào đó mình cũng chỉ diễn đạt bằng cái cách thức là phản ảnh. Cái cách mà mình hiểu hoặc là mình thấu cảm với cái câu chuyện hay là với cái ý của thân chủ, nó không có nhất thiết lúc nào cũng phải được lặp đi lặp lại bởi cái hình thức trình bày gọi là phản ảnh, reflection.
Đó ra điều này thì hầu hết những ai đang học và làm tham vấn cũng như tâm lý trị liệu thì mình hình dung về cái phương pháp thấu cảm này. Đôi khi xin nói thêm là Carol Jess cũng nhấn mạnh rằng đây không hẳn là một kỹ thuật. Như vậy thì cái xu hướng chiết trung nó khuyến khích mỗi nhà trị liệu đi tìm một cái phong cách làm việc của riêng mình. Đôi khi có những cái thời điểm làm trị liệu, cái sự đáp ứng có tính thấu cảm lại có thể được thực hiện theo những cái phương thức khác. Có nhiều cái trường hợp nhà trị liệu lại có thể cho phép mình hướng nhìn đi chỗ khác, cho phép mình ngồi xa thân chủ ra và giữ yên lặng, hoặc là đặt một câu hỏi, chia sẻ một ý nghĩ hoặc một cảm xúc của chính mình, hoặc thậm chí là có thể đề nghị thân chủ làm một cái hoạt động nào đó, làm một cái kỹ thuật nào đó. Thì cái việc mở đường này nó khá là quan trọng. Đối với một số nhà trị liệu theo trường phái thân chủ trọng tâm, nhưng mà ở cái thời kỳ sau. Rồi tôi xin tiếp tục. Sự thấu cảm được bày tỏ một cách trung thực không hẳn là một loại đáp ứng có tính chuyên biệt. Hàm ý tức là nó không hẳn là một cái loại kỹ thuật, mà nó còn tùy thuộc vào khả năng điều chỉnh mức độ và xác định thời lượng của riêng cái nhà trị liệu. Nhà trị liệu cũng phải lượng định chuyện gì đang xảy ra giữa mình với thân chủ và cái thời lượng cho phép mình sẽ phải làm gì kế tiếp. Kế tiếp đó là cái việc nhấn mạnh vào tính trung thực, tức là ngoài cái việc mở ra xu hướng chiết trung trong thực hành, thì điều thứ hai đó là khi mình nhấn mạnh vào tính hài hòa và trung thực thì lại tạo ra một cái cơ sở triết lý cho các nhà trị liệu trong việc bộc lộ ra quan điểm của riêng mình, chia sẻ các ý kiến hoặc thậm chí là đề xuất các kỹ thuật. Đó là những điều mà có thể nó hơi khác so với Carol Jess giai đoạn đầu. Nếu nhà trị liệu có một ý kiến, một suy nghĩ hoặc một sự hiểu biết nào đó về một loại kỹ thuật nào đó mà vẫn cố giữ lại không nói, để cố ra vẻ là mình đang đóng vai trò của một nhà trị liệu gọi là không hướng dẫn, thì khi đó ông ta không còn trung thực nữa. Ông ta không còn là một người hài hòa nữa. Như vậy ở đây mình dừng lại để mình nói đó, thời kỳ đầu Carol Jess nhấn mạnh vào tính chất không hướng dẫn, nhấn mạnh vào cái việc là nhà trị liệu phải thấu cảm. Thì trong đời sau, những người đi sau lẫn chính Carol Jess thì nhấn mạnh vào cái tính hài hòa và cái tính trung thực. Trong tiếng Anh đó là congruence và genuineness. Hai từ đó nó thường được lặp đi lặp lại. Tôi xin tiếp tục. Vấn đề không phải ở chỗ kỹ thuật có thể được đề xuất hay không, mà là ở chỗ nó được đề xuất như thế nào. Liệu một kỹ thuật có được đề xuất như một cố gắng của chuyên gia để định khuôn cho thân chủ của mình, hay là nhà trị liệu sẽ làm điều đó như là một người chia sẻ kinh nghiệm cho một người khác. Chúng ta phân biệt hai cái kiểu làm việc khác nhau. Tức là một bên đó là chuyên gia đưa cái kỹ thuật này ra để ảnh hưởng lên trên thân chủ. Cách thứ hai đó là nhà trị liệu trình bày hoặc đề xuất điều gì đó như là một cái sự chia sẻ kinh nghiệm. Thì ở đây các tác giả nói như thế này. Ở cái cách thứ hai tức là như là một cách thức chia sẻ kinh nghiệm, thì nó có một cái thông điệp truyền đi, đó là nhà trị liệu như thế là nói với thân chủ rằng có một biện pháp mà theo kinh nghiệm riêng của tôi là rất hữu ích. Tuy nhiên bạn có thể đánh giá nó có hữu ích cho bạn hay không, và bạn có thể áp dụng nếu bạn muốn. Với sự cải biên này, nhiều nhà trị liệu thân chủ trọng tâm đã đưa vào các cái kỹ thuật lấy từ những loại liệu pháp khác. Có khi đó là những cái phương pháp như là hypnosis, tức là thôi miên, những cái kỹ thuật phân tích giấc mộng, hoặc là các cái kỹ thuật của trường phái Gestalt, hoặc thậm chí là kỹ thuật của trường phái hành vi. Nói như thế để cho mình phải hết sức thận trọng khi mình ứng dụng, bởi vì cái nền tảng
khi mà một nhà trị liệu thân chủ trọng tâm vay mượn hoặc là vận dụng các loại kỹ thuật khác, nó vẫn dựa trên nền tảng của cái tính hài hòa và trung thực. Ở đây còn thể hiện là cái cách làm theo cái hướng chiết trung nữa. Có một cái ví dụ được nêu ra về một cái tác giả có tên là Sweden năm 1990. Thì khi nêu ra cái trường hợp này chúng ta cần chú ý nha. Đây là một cái tác giả được nêu ra để mà so sánh với các tác giả của trường phái thân chủ trọng tâm. Ở đây ta nói như thế này. Sweden năm 1990 cho rằng trong việc trị liệu những bệnh nhân bị rối loạn ranh giới borderline disorder thì nhà trị liệu phải sử dụng các chiến lược làm giảm lo âu, thách thức và diễn giải song hành với tham vấn, hỗ trợ và đưa ra những khuyến cáo. Tác giả Sweden cũng cho rằng trong khi nhà trị liệu vẫn phải thấu cảm thì điều tốt hơn là không nên chỉ áp dụng các kiểu phản ảnh theo truyền thống đối với những bệnh nhân này. Ở trong tình huống này thì Sweden đang nói về những cái bệnh nhân bị rối loạn giáp ranh hay là rối loạn ranh giới borderline disorder, và ông phối hợp nhiều cái cách tiếp cận can thiệp khác nhau và trên nền tảng là mặc dù vẫn thấu cảm nhưng mà không nên chỉ áp dụng cái kiểu phản ảnh theo truyền thống. Phản ảnh là điều mà tôi nói khi nãy. Câu hỏi được đặt ra là làm thế nào mà ta có thể áp dụng cái kỹ thuật thách thức, tiếng Anh là confrontation, mà vẫn theo xu hướng thân chủ trọng tâm? Chấm hỏi, đây là một câu hỏi nha. Liệu một nhà trị liệu thân chủ trọng tâm trong lúc vẫn giữ cái nền tảng triết lý của mình thì có thể áp dụng những cái kỹ thuật mang tính thách thức hay không? Confrontation. Ta sẽ dừng lại ở đây một chút để nói về cái khái niệm confrontation. Nhiều khi được dịch sang tiếng Việt là đối đầu hoặc là thách thức. Tuy nhiên, cái nghĩa của chữ này nó không có nên hiểu. Đó là sự đối đầu hoặc là tranh biện lẫn nhau giữa nhà trị liệu với lại thân chủ. Đây không phải là đối đầu giữa nhà trị liệu và thân chủ. Đây cũng không phải là thân chủ được bị thách thức bởi nhà trị liệu. Kỹ thuật mà nó mang tính gọi là confrontation ở đây, nó hàm ý là những cái gì diễn ra trong thực tế, những cái sự thật mà đang diễn ra thì nó nên được nhìn vào. Và cái sự mà gọi là đối diện đó, đó chính là làm cho thân chủ đối diện với cái gì thực tế nó đang diễn ra trong đời sống của họ, hoặc là những gì xảy ra giữa bên trong họ với những gì bên ngoài của họ. Chứ nó không có hàm nghĩa đó là một cái sự thách thức đối đầu giữa thân chủ và nhà trị liệu. Cũng nên mở ra một cái dấu ngoặc ở đây, hoặc đơn ở đây để nói nó cũng có một cái khái niệm trong tiếng Anh gọi là non-judgmental confrontation, tức là một kỹ thuật thách thức nhưng mà không có phê phán. Thì mình sẽ bổ sung cái ý đó trong cái trình bày ở đây để cho các bạn có thể hình dung. Tôi xin trở lại. Làm thế nào để cho một nhà trị liệu theo trường phái thân chủ trọng tâm, vốn là một người có tính không hướng dẫn, vốn là một người tôn trọng thân chủ không điều kiện, vốn là một người phải là thấu cảm với thân chủ, lại có thể áp dụng những kỹ thuật mang tính thách thức theo kiểu như vậy? Câu hỏi được đặt ra. Ở đây, các tác giả nói như thế này. Nói chung, sự thách thức của một nhà trị liệu thường kéo theo cái việc là tạo cơ hội cho thân chủ thay đổi cái cách nhìn của họ. Một số nhà trị liệu cho rằng kỹ thuật thách thức đặc biệt quan trọng đối với những bệnh nhân bị rối loạn nhân cách ranh giới borderline disorder, vì những bệnh nhân này thường có một cái cấu trúc cái tôi chưa trưởng thành. Đây là lập luận của một số nhà trị liệu nha. Nhà trị liệu khi ấy sẽ thách thức thân chủ từ vị thế của một người trội hơn về sự hiểu biết. Cái thang bậc vào trong quan hệ nhé, thì là nhà trị liệu trội hơn về sự hiểu biết, vì nhà trị liệu được xem như là một người trưởng thành hơn, có một cái tôi mạnh mẽ hơn và có khả năng cung cấp cho thân chủ một nhãn quan thực tế hơn.
Thì cái lập trường như thế này nó ngược lại với lập trường của các nhà trị liệu theo trường phái thân chủ trọng tâm. Khi mà sử dụng kỹ thuật thách thức theo kiểu đó thì nó không giống với cái lập trường của nhà trị liệu thân chủ trọng tâm nha. Tôi xin tiếp tục. Các nhà trị liệu theo trường phái thân chủ trọng tâm thì thách thức trong nháy nháy nha, thách thức thân chủ theo một cơ sở triết lý hoàn toàn khác. Khi nhà trị liệu thách thức hành vi của thân chủ và xem đó như một hành vi tự hủy hoại thì mục đích là để tiếp xúc với thân chủ một cách trung thực hơn. Bởi vì tôi trình bày cái ý của tôi, như tôi thấy là tôi nghĩ như thế thì tôi trình bày như thế. Như vậy nhà trị liệu có một mục đích là để tiếp xúc với thân chủ một cách trung thực hơn. Nhà trị liệu không cố đóng vai trò như một chuyên gia đi sửa sai những hành vi ấy, mà như một con người muốn chia sẻ những kinh nghiệm và nhãn quan của mình đối với thân chủ, mời gọi thân chủ suy nghĩ về việc đó và họ có thể từ chối nếu họ không đồng ý. Đây là một cái lập trường ở bên trong đó, mà khi thực hành nó khó thấy, trừ khi nó diễn ra trong một cái tiến trình. Nói chung, việc nhấn mạnh vào tính hài hòa và trung thực cho phép nhiều nhà trị liệu theo trường phái thân chủ trọng tâm thực hành việc trị liệu của họ theo một cách có tính chất trung, uyển chuyển hơn và phù hợp hơn. Và nó còn phù hợp với cả cái nhân cách riêng của nhà trị liệu nữa. Việc này cũng cho phép uyển chuyển hơn khi mà khi thực hiện cái việc nối kết cái mối quan hệ để có thể tương thích hơn với những kiểu thân chủ khác nhau. Chúng ta biết là cái việc thực hành tâm lý trị liệu nó phức tạp và đa dạng ở chỗ là mỗi thân chủ mang đến một cái cuộc đời có những cái nét đặc thù riêng biệt của họ, và cái bản thân của từng thân chủ cũng có những cái loại hình nhân cách cũng như là những cái phong cách sống rất khác nhau. Vì thế cái cách nhìn như thế này sẽ cho phép nhà trị liệu trở nên là uyển chuyển hơn, linh hoạt hơn bởi cái xu hướng triết trung của mình, và làm sao để giữ lại những cái nền tảng triết lý của riêng trường phái thân chủ trọng tâm, nhưng mà là có thể ứng biến vào trong các cái hoàn cảnh làm việc khác nhau. Có một cái phần kế tiếp tôi xin trình bày trong cái buổi hôm nay luôn, đó chính là cái việc phân tích các khái niệm mà có nguồn gốc từ trường phái phân tâm, đó là chuyển cảm và phản chuyển cảm. Những khái niệm này được nhìn bởi những nhà trị liệu theo trường phái thân chủ trọng tâm như thế nào? Tôi vẫn đang tiếp tục làm việc nhé. Nhiều nhà trị liệu theo trường phái thân chủ trọng tâm như là Schlien hoặc là Bohart xem các khái niệm chuyển cảm và phản chuyển cảm như là những hiện tượng không có ý nghĩa hoặc không có ích lợi gì trong tâm lý trị liệu. Chúng ta nhấn mạnh đó là hai cái khái niệm chuyển cảm và phản chuyển cảm nó rất là quan trọng ở trong cái trường phái phân tâm, nhưng mà trong trường phái thân chủ đồng tâm hai khái niệm này được một số tác giả xem là không có ý nghĩa và không có quan trọng. Chúng ta thử xem coi nó như thế nào. Các thuật ngữ này có nguồn gốc từ học thuyết phân tâm. Chuyển di, trước đây dịch là chuyển di, nay tôi sử dụng chữ chuyển cảm, bởi vì một số đông trong chúng ta sử dụng cái cách dịch này. Chuyển cảm là hiện tượng chỉ cái việc thân chủ có khuynh hướng nhận hiểu các hành vi của nhà trị liệu dựa trên những trải nghiệm mà thân chủ có được từ những người khác có ý nghĩa trong đời sống của thân chủ trước đây, tức là trong quá khứ. Mà thường những cái người quan trọng đó là cha mẹ của thân chủ. Phản chuyển cảm
hay theo cái cách dịch cũ đó là chuyển di ngược. Đó là khuynh hướng chỉ cái việc là nhà trị liệu trong khi làm việc với thần chủ đó, lại hiểu những cái hành vi của thần chủ dựa trên những trải nghiệm và các vấn đề chưa được giải quyết trong quá khứ của nhà trị liệu. Hai cái hiện tượng giống nhau nhưng mà đi theo hai cái chiều khác nhau. Chuyển cảm hay là theo cách dịch trước là chuyển di, tiếng Anh là transference. Còn chuyển phản chuyển cảm hay là theo cách dịch cũ là chuyển di ngược, thì trong tiếng Anh là counter transference. Tôi xin tiếp tục. Trường phái thân chủ trọng tâm xem các khái niệm này không có lợi ích gì, bởi vì chúng không phân định được rõ những loại trải nghiệm khác nhau. Chúng ta luôn luôn phải chuyển cảm. Các tác giả của thân chủ trọng tâm nhấn mạnh, nếu mà sử dụng khái niệm chuyển cảm thì chúng ta luôn luôn phải chuyển cảm trong cái những cái trải nghiệm từ quá khứ để có thể hiểu được những gì xảy ra trong hiện tại. Bất cứ khi nào chúng ta sử dụng các trải nghiệm trong quá khứ, chúng ta đều có khả năng sai lầm. Nhấn mạnh đến điều này. Điều quan trọng chủ yếu không phải là ở chỗ chúng ta có sử dụng những trải nghiệm trong quá khứ để hiểu hiện tại hay không. Bởi vì chúng ta thực sự luôn làm như thế. Ta luôn luôn có những cái trải nghiệm trong quá khứ về người này người kia. Nay với một cái sự tiếp xúc với một nhân vật mới, chúng ta vẫn có thể đôi lúc sử dụng cái trải nghiệm gì đó trong quá khứ để phân tích cái chuyện hiểu trong hiện tại. Bởi vì chúng ta luôn làm thế, mà điều quan trọng chính là ở chỗ chúng ta có chú ý đến những khác biệt giữa những điều mới mẻ trong hiện tại với những trải nghiệm trong quá khứ của chúng ta hay không. Và chúng ta có sử dụng điều này để học hỏi và điều chỉnh nhận thức của chúng ta hay không. Cũng xin mở ngoặc để nói thêm, các khái niệm hay là các cái quá trình gọi là chuyển cảm và phản chuyển cảm theo trường phái phân tâm, đó là những cái quá trình xảy ra đa phần ở trong vô thức. Còn những tác giả theo trường phái thân chủ trọng tâm đang nhắc nhở chúng ta cái điều rằng chúng ta có nhận thức được nó hay không, chúng ta có nhận ra những cái sự phân biệt khác nhau giữa những trải nghiệm của quá khứ và những gì mà chúng ta đang tiếp nhận thông tin của cái những gì xảy ra trong hiện tại hay không. Chúng ta có nhận thức được điều đó hay không, và có sử dụng nó như là một cái điều được học hỏi và điều chỉnh bản thân chúng ta hay không. Một cái loại lý thuyết trước kia trong trường phái phân tâm thì nói về những cái quá trình xảy ra trong vô thức, còn ở đây chúng ta đang nói về những cái tiến trình nhận diện những cái gì đang xảy ra, tức là trong cái bình diện có ý thức. Tôi xin tiếp tục. Một số thân chủ dường như vẫn thường nhận định sai về nhà trị liệu, cái chữ nhận định sai trong một kép. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ đang chuyển cảm. Thay vào đó, do thân chủ bị thiếu lòng tin vào bản thân, nên điều đó cũng ảnh hưởng lên trên khả năng lắng nghe một cách cởi mở các thông tin mà họ nhận được, kể cả những thông tin từ các trải nghiệm nội tâm lẫn những thông tin đến từ người khác ở bên ngoài. Ở đây là nhà trị liệu. Khi thân chủ dần dần có được lòng tin vào bản thân họ và lòng tin của họ với nhà trị liệu, và khi họ học được cách lắng nghe cảm xúc của họ, thì họ sẽ ngày càng có khả năng nhận hiểu tốt hơn các thông tin từ những tình huống sống xung quanh. Nói tóm lại là cái ý niệm về chuyển cảm hoặc phản chuyển cảm thì nó không quan trọng lắm. Rồi bây giờ ta xét theo cái chiều ngược lại, tức là nhà trị liệu cũng luôn luôn có khuynh hướng là phản chuyển cảm hay là chuyển di ngược. Ví dụ, một nhà trị liệu có thể sử dụng những cái tiên kiến, tức là những cái hiểu biết có trước đó, dựa trên những cái trải nghiệm trong quá khứ của họ
để hiểu một thân chủ trong hiện tại, một thân chủ mới đến và mình mới gặp. Các tiên kiến này cũng có thể nảy sinh sâu xa từ trong các vấn đề riêng tư của nhà trị liệu, được định hình từ trong khuôn khổ văn hóa và quá trình đào tạo chuyên môn của nhà trị liệu. Đây là ta đang phân tích từ cái phía nhà trị liệu. Khi nhà trị liệu xem xét thân chủ thông qua góc nhìn của những chẩn đoán tâm bệnh học và thông qua những lý thuyết quen thuộc mà họ đã được đào tạo, thì họ cũng đang phản chuyển cảm hay là chuyển di ngược. Một nhà trị liệu theo trường phái tâm động học, tức là cái phân tâm mới, khi đang xem xét một đáp ứng của thân chủ như một hiện tượng chuyển cảm, thì người ấy cũng đang phản chuyển cảm, có một cái tiến trình phản chuyển cảm. Bởi vì mình học như thế thì mình nhận diện cái chuyện đang xảy ra thân chủ, ở trên thân chủ là chuyển cảm. Khi mình nói thân chủ đang chuyển có chuyển cảm thì chính mình cũng có cái phản chuyển cảm. Những đáp ứng của nhà trị liệu sẽ có tính sáng tạo và có tính trị liệu nếu chúng được thể hiện như những cách thức riêng của cá nhân nhà trị liệu, chứ không như những sự thực khách quan từ bên ngoài đưa đến thân chủ. Cũng xin nhắc lại, mở ngoặc ra cái ý niệm về liên chủ thể trong cái tương tác giữa thân chủ và nhà trị liệu mà chúng ta đã từng biết trước đây. Nhà trị liệu cũng cần lắng nghe thân chủ, xem coi những nhận thức và phản ứng của thân chủ có tương xứng với những trải nghiệm của họ hay không. Điều quan trọng đối với cả thân chủ lẫn nhà trị liệu là họ cần nhận ra tiến trình làm việc giữa họ với nhau trong hiện tại là có tính độc nhất, unique, và nó khác biệt với những gì đã xảy ra trong quá khứ của cả hai. Câu hỏi được đặt ra là liệu mỗi người có đang xem xét những cái tiên kiến cá nhân của mình để thay đổi chúng theo thời gian hay không, và có thực sự biết rằng hiện mình đang gặp một con người cụ thể và đang trong một tình huống cụ thể hay không. Những tình huống và con người cụ thể đó rất khác biệt so với những gì đã từng xảy ra trong quá khứ. Quá trình này là rất cần thiết để có được những khả năng ứng phó hiệu quả trong cuộc sống. Đây là một quá trình mà nhà trị liệu cần phải phát triển lên và thực hiện cho chính bản thân mình. Mở ngoặc ra là trong quá trình đào tạo, một nhà trị liệu phải được huấn luyện về cái chuyện này, chuyện mình nhận ra những cái gì nó có tính độc đáo trong cái cuộc làm việc hôm nay, lúc này, và nó khác với những cái gì đã từng xảy ra trong quá khứ. Và nếu có gì đó trong quá khứ thì mình có thể học hỏi được điều gì từ nó để điều chỉnh con người của mình. Rồi, đây cũng chính là quá trình mà nhà trị liệu thân chủ trọng tâm tạo nên cái khuôn mẫu cho các thân chủ thông qua việc chấp nhận thân chủ và khuyến khích họ tự khám phá bản thân một cách cởi mở. Các khái niệm chuyển di hay là chuyển cảm và phản chuyển cảm được hình thành từ những loại liệu pháp tâm lý dựa trên quan điểm y khoa truyền thống, tức là nó bao gồm cả cái trường phái phân tâm đó. Thì theo những cái kiểu quan niệm về chuyển cảm và phản chuyển cảm như thế đấy, thì cái tính cá nhân personal nó bị tách biệt với cái tính nghiệp vụ professional. Ta nhớ lại, hoặc là sau này khi trình bày về liệu pháp phân tâm, ta sẽ nhắc là cái nhà phân tâm sẽ tách hai cái khía cạnh cá nhân personal của họ ra khỏi cái tính nghiệp vụ là professional, và xem hai cái thành phần này nó bị tách rời với nhau. Họ chỉ sử dụng cái tính nghiệp vụ trong lúc làm việc. Tuy nhiên, theo học thuyết của trường phái thân chủ trọng tâm, cái tính cá nhân nó lại có cái phần nghiệp vụ ở trong đó. Hay nói cách khác ngược lại, tức là khi làm nghiệp vụ thì cũng có sử dụng cái thành phần tính cá nhân ở trong con người của nhà trị liệu. Hay nói một cách rõ ràng thêm nữa, đó là tính cá nhân lại là tính chuyên nghiệp với một cái ý nghĩa rất quan trọng.
Khi nhà trị liệu hành nghề làm việc với thân chủ thì cũng đồng thời thể hiện con người cá nhân của mình. Theo tác giả Bohart năm 1995, khi nhà trị liệu có một phản ứng của cá nhân mình đối với thân chủ, vấn đề được đặt ra sẽ là như thế này. Không phải là làm thế nào tôi phải loại bỏ phản ứng đó. Nhà trị liệu đừng có tự ép mình ha. Làm thế nào để tôi loại bỏ phản ứng đó? Mà thay vì thế, nhà trị liệu cần phải suy nghĩ theo một cách khác như sau: làm thế nào để tôi có thể khiến cho cái cách phản ứng đó trở nên có tính trị liệu? Những cái gì đó nó đang nổi trội trong cái con người của mình lúc đó, mặc dù nó không có tương thích, và mặc dù có thể là không chấp nhận cái vị thân chủ của mình nha, thì không có đặt câu hỏi theo kiểu là làm thế nào để loại bỏ phản ứng đó, mà cần đặt một cái câu hỏi theo kiểu khác: làm thế nào để tôi có thể sử dụng các phản ứng này nè, để những phản ứng này khi được trình bày nó trở nên có tính trị liệu. Nếu nhà trị liệu cũng có những vấn đề tương tự như vấn đề của thân chủ của mình, những vấn đề mà thân chủ đang gặp phải cũng tương tự như vấn đề mà nhà trị liệu đã từng gặp phải, và cũng có thể là nếu nhà trị liệu chưa được giải quyết những cái vấn đề của riêng mình, thì điều này có thể gây phương hại cho mối quan hệ trị liệu nếu nhà trị liệu không thể thấy được tính độc đáo trong trải nghiệm của thân chủ đối với vấn đề này. Người ta nhấn mạnh rằng có những vấn đề tương tự như nhau giữa thân chủ và nhà trị liệu. Trong đời sống riêng của mỗi người cũng có thể có những cái khó khăn riêng của mình, nhưng nếu nó có tương tự nhau về mặt tính chất, thì cái việc quan trọng ở đây này là nhà trị liệu phải nhận ra đây là hai cái câu chuyện khác nhau. Cái câu mà ở trong tài liệu nói rõ đó là: nhà trị liệu mà không thể thấy được cái tính độc đáo trong trải nghiệm của thân chủ đối với vấn đề ấy, thì cái mối quan hệ này có thể gây tổn thương, nó có thể bị tổn thương. Bởi vì khi đó nhà trị liệu bị nhầm lẫn, hoặc là sử dụng cái gì đó trong trải nghiệm về vấn đề riêng của mình để làm việc với cái trải nghiệm độc đáo của thân chủ. Nhấn mạnh là đây là hai câu chuyện khác nhau. Ở trong một lúc khác ta sẽ gọi tên cái hiện tượng này là hiện tượng cộng hưởng. Trong lúc trường phái phân tâm nhấn mạnh rất nhiều về hai cái khái niệm chuyển cảm và phản chuyển cảm, thì ở đây trong cái trường phái thân chủ trọng tâm và một số trường phái khác sau này, người ta nhấn mạnh cái hiện tượng cộng hưởng. Rồi ngược lại, ở đây là ta nói một cái điều như thế này: nếu một cái nhà trị liệu đã từng đấu tranh với những cái vấn đề khó khăn như vậy, thì có thể nó mang lại một cái khả năng, đó là nhà trị liệu có thể thấu cảm hơn với thân chủ của mình khi thân chủ có cùng một cái loại vấn đề khó khăn mà bản thân nhà trị liệu đã từng gặp phải. Không nhất thiết phải giải quyết ngay vấn đề. Chừng nào mà nhà trị liệu vẫn còn đang lắng nghe và kiểm tra những cái suy nghĩ của mình, trong những tình huống như vậy nó rất khó khăn. Và đây lại một lần nữa nhấn mạnh, nhà trị liệu vẫn còn phải lắng nghe và kiểm tra những suy nghĩ của mình, tức là làm việc trên bản thân của mình. Và đôi khi chính những nhà trị liệu mà bản thân đã từng giải quyết được những vấn đề tương tự thì lại là những người có khả năng nhiều hơn trong việc trình bày cho thân chủ thấy được những giải pháp của mình. Và đó, một số trường hợp nào đó lại có thể là lại là những cái nhà hỗ trợ, những nhà trị liệu rất tốt. Nếu các bạn đã từng nghe chúng tôi nói về cái khái niệm Wounded Healer, thì những cái phần trình bày như thế này cũng có thể gợi mở cho chúng ta suy nghiệm lại những cái chủ đề như vậy. Đến đây tôi xin dừng cái phần thứ 10 trong loạt bài nói về học thuyết thân chủ trọng tâm trong tâm lý trị liệu. Chúng ta còn 2 kỳ nữa mới hết cái loạt bài nói về loại liệu pháp này, và xin hẹn các bạn
tiếp tục theo dõi chúng tôi trong cái buổi nói chuyện của thứ hai tuần sau. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.